Núi cao là ba đời, sao lại để Messi thở oxy thế này? Mới đây, xuất hiện một thông tin gây xôn xao dư luận cho hay các cầu thủ Argentina được cung cấp oxy riêng để đối phó với tình trạng loãng không khí ở độ cao trước cuộc đụng độ đội chủ nhà Bolivia tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Điều này khiến người hâm mộ không khỏi thấp thỏm về trận đấu ngày mai. Rằng Messi có ra sân hay không? Dù cho huấn luyện viên Lionel Scaloni đã tuyên bố chắc nịch Messi đủ khỏe để thi đấu. Tuy nhiên người hâm mộ đâu có ngờ khi khí hậu La Paz lại khắc nghiệt như thế. Messi đang không khỏe và nên nhớ anh cũng đã bước sang tuổi 36. Vừa đá vừa thở oxy thế này, e là đẩy nhanh quá trình Messi giải nghệ sớm mất thôi. Nhưng nếu Gold không thể ra sân, Argentina sẽ dùng đội hình nào để vượt qua núi cao Bolivia? Ngay sau đây, hãy cùng Yêu Bóng Đá 5 Go đi tìm hiểu. Nhưng trước khi tìm hiểu, xin giới thiệu với các bạn muốn xem trực tiếp tất cả các giải đấu bóng đá tốc độ nhanh, Full HD và hoàn toàn miễn phí thì hãy truy cập ngay 5go.com cực kỳ xịn sò. Nơi đây sẽ cho bạn nhìn thấy từng đường bóng nét căng và sống trọn cảm xúc với bộ môn tuốc cổ giáo. Còn bây giờ, nội dung chính xin được phép bắt đầu. Nhà đương kim vô địch thế giới đội tuyển Argentina sẽ có trận đấu thứ hai trên hành trình bảo vệ chiếc cúp vàng Mundial danh giá vào rạng sáng thứ tư tới. Đây đồng thời là trận đấu kết thúc đợt tập trung đầu tiên cho chiến dịch vòng loại. Sau trận đấu này, các sân chơi quốc tế sẽ nhường chỗ cho sân chơi cấp độ câu lạc bộ và phải đợi đến tháng sau chúng ta mới có thể thấy Lionel Messi trong màu áo đội tuyển quốc gia. Chính vì thế, điều người hâm mộ quan tâm nhất vào lúc này là Messi có thể ra sân trong chuyến làm khách đến La Paz hay không. Vì ở thời điểm hiện tại, Messi đang đứng trước dấu hỏi về mặt thể lực. Sau trận đấu với Ecuador, Messi đã có những chia sẻ gây chú ý. Ngày hôm nay tôi phải ra dấu xin thay người vì cảm thấy mình hơi mệt. Có lẽ đây không phải là lần cuối tôi ra sân vì mệt ở những phút cuối như thế này. Dù sau đó, những đồn đoán xoay quanh việc Lionel Messi đang gặp chấn thương cuối cùng cũng đã được dẹp yên. Theo đó, vào trưa chủ nhật theo giờ địa phương, huấn luyện viên Lionel Scaloni của đội tuyển Argentina đã xóa tan mọi nghi ngờ và khẳng định Messi sẽ lên máy bay đến La Paz trong buổi họp báo. Anh ấy sẽ đến Bolivia, vẫn còn 2 ngày nữa là đến trận đấu và ngày mai hoặc thứ ba. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định về việc anh ấy có thi đấu hay không, thuyền trưởng của bóng đá xứ sở Tango nói thêm. Tuy nhiên, chúng ta cần phải hiểu câu trả lời của huấn luyện viên Scaloni theo nghĩa sau. Messi vẫn đến Bolivia và đó người ta chờ xem liệu anh có đá chính hay vào sân từ băng ghế dự bị. Nhưng việc có mặt trong đoàn là dấu hiệu cho thấy El Bunga sẽ chơi ít nhất là vài phút trên sân Hernando Siles. Tức là không có gì đảm bảo Lionel Messi sẽ xuất phát ngay từ đầu tại La Paz. Huấn luyện viên Scaloni nói rằng ông sẽ tỏ ra thận trọng với sức khỏe của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Việc Messi đi cùng toàn đội đến La Paz là một cảm giác tích cực vì điều đó có nghĩa là anh ấy có thể thi đấu. Nếu không thì anh ấy đã không đi. Sau đó chúng tôi biết rằng anh ấy luôn muốn thi đấu. Nhưng chúng tôi sẽ đợi vào thứ ba để đưa ra quyết định của mình. Vậy đội hình Argentina trong trận đấu ngày mai có hình thù như thế nào nếu Messi không thể ra sân? Ý tưởng là ít nhiều lặp lại đội hình trận đấu trước đó với một số điều chỉnh. Đó là những gì mà huấn luyện viên Scaloni mới chia sẻ. Và rõ ràng ông đã có sẵn 11 cái tên chính thức sẽ thi đấu tại La Paz trong đầu. Trong khung gỗ, không có lý do gì để thay đổi sự lựa chọn khi thủ thành số 1 Emiliano Martinez vẫn đang duy trì phong độ cao. Và càng lúc càng có trọng lượng về lời nói trong phòng thay đồ. Những cái tên còn lại ở hàng phòng ngự, bộ tứ vệ nhiều khả năng sẽ bao gồm 4 cái tên sau: Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi và Nicolas Tagliafico. Trong khi đó, Cristian Romero có thể xem là linh hồn của hàng thủ. Chính Lionel Messi đã ca ngợi người đồng đội ở đội tuyển Argentina là đang là hậu vệ hay nhất thế giới. Có Romero phía sau là điều tuyệt vời đối với tôi. Cậu ấy luôn khích lệ tôi dâng cao tấn công vì Romero thích một đấu một với đối thủ. Nhờ đó, tôi quen với việc không bận tâm chuyện gì xảy ra phía sau. Và đó là điều tốt với một cầu thủ tấn công, Messi nói với Telemundo ngày 11 tháng 9. Tôi nghĩ Romero hiện là hậu vệ số 1 thế giới. Cậu ấy đang chơi quá hay và là cầu thủ hay nhất ở trận thắng Ecuador, Messi nói thêm về người đồng đội. Siêu sao hiện đang thi đấu cho Inter Miami có lý lẽ để nói như vậy. Theo số liệu từ Liên đoàn bóng đá Argentina, Cristian Romero trong trận đấu gần nhất của Argentina dẫn đầu về số lần thu hồi bóng 12 lần, số lần tranh chấp tay đôi thành công 11 lần, số lần tắc bóng 7 lần, số lần không chiến thành công 4 lần và tỷ lệ chuyền chính xác 98%. Màn trình diễn xuất sắc của Romero giúp Argentina giữ sạch lưới trước những pha phản công nguy hiểm của Ecuador, đồng thời nhận được sự khích lệ đáng quý từ Lionel Messi. Vài ngày trước, báo chí Argentina đã có những nghi ngại về việc có thể Romero đã dính một chấn thương nào đó và không chắc ra sân trước Bolivia. Tuy nhiên, xuyên suốt buổi họp báo, huấn luyện viên Lionel Scaloni không hề nhắc đến bất cứ vấn đề nào liên quan tới Romero. Điều đó có nghĩa là anh đang hoàn toàn khỏe mạnh và có thể ra sân ngay từ đầu trong trận đấu tới. Ở hàng tiền vệ và hàng công, nơi đây chắc chắn sẽ được chứng kiến một số điều chỉnh, như huấn luyện viên Lionel Scaloni đã nói. Và khi được cánh phóng viên hỏi cụ thể về tên của Angel Di Maria và Julian Alvarez, những người vào sân thay thế trong trận đấu gặp Ecuador, nhà cầm quân này đưa ra manh mối. Có thể là họ có cơ hội ra sân vì đã thể hiện tốt.
Nếu Di Maria và Alvarez chơi từ đầu thì ứng cử viên mất chỗ sẽ là Nico Gonzalez và Lautaro Martinez, những người không có phong độ tốt ở đội tuyển. Trong đó tiền đạo của Inter Milan im tiếng suốt 10 trận. Tuy nhiên, Lautaro Martinez từng là tác giả của một bàn thắng cho Argentina tại La Paz vào ngày 13 tháng 10 năm 2020, bàn còn lại do Joaquin Correa ghi. Vì thế, vị trí tiền đạo sẽ còn bỏ ngỏ đến khi chúng ta có đội hình ra sân chính thức. Còn lại, bên cạnh Di Maria, Rodrigo De Paul, Angel Fernandez và Alexis Mac Allister là những cái tên có khả năng được chọn cao nhất. Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng Leandro Paredes hoặc Esquien Palacios sẽ được tạo cơ hội. Nếu thế, Alexis Mac Allister hoặc Angel Fernandez sẽ là người phải nhường chỗ. Cần biết rằng Angel Fernandez và Mac Allister là hai cầu thủ không có kinh nghiệm ở La Paz. Mac Allister ngồi dự bị nhưng không vào sân trong trận đấu gần nhất tại đây. Theo đánh giá của Yêu Bóng Đá Nam Gồ, khả năng cao phương án 2 sẽ xảy ra. Alexis Mac Allister được thay thế bởi Leandro Paredes, một tiền vệ phòng ngự giàu thể lực nhằm đối phó với sự khắc nghiệt tại La Paz, cả về khí hậu lẫn lối chơi của đội tuyển Bolivia. Bộ đôi tiền vệ trung tâm hổ báo là Paredes và De Paul chắc chắn sẽ có đất dụng võ và có thể trở thành hậu vệ của Messi nếu anh ra sân. Lại nói về câu chuyện thánh bảo hộ Leo của Albiceleste có thể có mặt trong đội hình chính thức hay không. Nếu thể lực đáp ứng 100% thì chẳng có lý do gì huấn luyện viên Scaloni lại cất ngôi sao sáng nhất của mình lên băng ghế dự bị. Nhưng trong trường hợp Messi chưa hoàn toàn hồi phục thể trạng sau khi có dấu hiệu kiệt sức ở cuối trận đấu gặp Ecuador, huấn luyện viên Scaloni không nên mạo hiểm. Trong vai ông hiện tại vẫn còn Julian Alvarez đủ sức gánh vác vai trò của Messi. Nếu thế, Argentina sẽ ra sân với cặp tiền đạo là Alvarez và Martinez, một sự kết hợp ít khi xảy ra tại đội tuyển xứ sở Tango trong những năm qua, nhưng cũng là một phương án đầy hứa hẹn. Trong trường hợp huấn luyện viên Scaloni không muốn sử dụng một cặp tiền đạo, Alexis Mac Allister hoàn toàn có thể được đẩy lên đá cao, chơi tự do trong vai trò hộ công bên cạnh Angel Di Maria. Khi đó, đội tuyển Argentina sẽ thi đấu với sơ đồ 4-3-3. Angel Fernandez, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul là bộ ba tiền vệ. Angel Di Maria, Alexis Mac Allister hỗ trợ bơm bóng cho Julian Alvarez hoặc Lautaro Martinez ở phía trên. Trong đội hình Argentina vẫn còn một ngôi sao tấn công giàu triển vọng đang thi đấu cho đội bóng lớn tại châu Âu là Alejandro Garnacho của MU. Tuy nhiên, cầu thủ này còn non kinh nghiệm, rất non, nên khó có thể ra sân thi đấu chính thức trong một trận cầu khắc nghiệt trước Bolivia ở Hernando Siles. Tiêu chung, người hâm mộ lẫn ban huấn luyện đều mong muốn Messi có thể ra sân và dẫn dắt toàn đội đến chiến thắng. Vai trò của Abunga quan trọng và không thể thay thế bằng bất cứ giá nào. Nhưng ngay cả trường hợp xấu nhất, Messi chỉ có thể ra sân từ băng ghế dự bị. Người hâm mộ Argentina cũng không cần quá lo lắng vì huấn luyện viên Scaloni đã có những tính toán hợp lý để thay thế ngôi sao sáng nhất của đội. Một chiến thắng tiếp theo ngay tại thủy địa của đội tuyển Argentina xóa nhòa hoàn toàn nỗi ám ảnh của vùng núi cao La Paz. Với một đội hình dù có hay không có Messi xuất phát từ đầu. Tại sao lại không?